Hi, xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn làm cái animation của thằng Created By, đúng không? Đây, nó là này. Cùng xem lại bài trước chúng ta làm gì. Đây, làm được animation này rồi. Ngon lành ha. Mình sẽ để âm thanh nhỏ lại để khi mình quay video nó không có ảnh hưởng. Tại vì lúc đang quay mà có âm thanh nó sẽ tắt mất cái âm thanh mình thu vào. Nó ưu tiên âm thanh hệ thống hơn. Ok. Rồi, thì mình đã làm được cái hiểu rồi. Bây giờ tiếp tục mình sẽ nâng cấp lên trigger set nhiều thứ hơn một chút. Mình sẽ làm cái one hit grip nằm ở góc này. Nhé. Bây giờ muốn thêm một button vào thì mình biết là chắc chắn là mình sẽ phải thêm một cái image. Tại nó chỉ là image thôi mà. Nào. Đây. Rồi, thằng này để mình nhớ tới lúc mà mình dò lại mình biết nó đang nằm ở đoạn nào rồi. Ok, bây giờ chắc chắn là phải một cái image. Rồi ha. Image này chắc chắn phải có sụt. Nhưng mình biết chắc chắn là thằng này là mình sẽ làm trigger, mình đổi sụt cho nó. Thành ra là mình setter luôn, cho nó nhanh. Style luôn, mình làm luôn cái style cho lại. Cho lại. Rồi bây giờ mình cần biết là mình sẽ set cho thằng nào trong cái danh sách image của mình. Có cái thằng là one hit grip này. Đây. Con này, thằng này là trạng thái chưa là tiếp. Mặc định của mình là trạng thái chưa là tiếp hết. À, nó còn nằm trong một cái folder là one hit grip nữa. Đây. Ok, đó. Là một phát là dăng nguyên một cái hình ra. Thấy ghê luôn. Tiếp này. Mình sẽ phải set cái horizontal alignment cho nó là nằm ở bên left. Vì sao? Có hai cách, một là từ giữa đi ra, hai là từ ngoài đi vô. Thì nếu muốn từ giữa đi ra cho nó chuẩn thì nên là từ giữa ra hết, nên nghĩ là cho center đi. Rồi vertical alignment cũng cho center luôn, tức là từ đây mình sẽ điều chỉnh xong. Tiếp phải cho nó một cái width tương đối, đúng không? Thì này xem thử width bao nhiêu là vừa. Width đây cho 50 coi ra nhiêu. À, 50 thì nhỏ quá. Nếu vậy thì mình sẽ phải chỉnh một cái width khác, width hay hoặc width tùy. Thường mình set là 90 đi. Trong như thế này cũng nhỏ, mình thử chuyển thành hay đi. Đây nó to hơn là xíu nè, dạ. Rồi, thằng này 90, rồi sau đó đầu chỉnh margin. Margin để cho nó nhảy. Thì bây giờ từ cái này nè, mình muốn đẩy qua đây và đi lên. Vậy tức là hai cái không ban đầu. Hai ban đầu là không, tức là trái và trên là không. Bên phải đẩy vô. Bên phải đẩy vô cho đâu đó 140 đi và 70 đi. Tức là đang nhảy được như đây thôi, vậy thì mình sẽ phải đẩy tiếp. Mình sẽ phải đẩy tiếp cho nó vô tới nơi. Đó, 200. Rồi đây lên 150 để coi nó tới đâu. Tức là mình sẽ ướm. Mình sẽ phải tự ướm để xác định được là tầm bao nhiêu là đẹp. Được không? 200, 260 rồi. Đó, thì tầm tầm này. Giờ còn muốn đẩy qua nữa thì đẩy. Ok, đều đều nè. Có vẻ ổn ha. Rồi, là mình được cái ý nghịch rồi. Đúng chưa? Đó. Rồi tiếp. Image này mình sẽ chắc chắn luôn là mình phải set cho nó một cái cursor là hand. Để mục đích là khi mình rê vô là cái con chuột của mình thay vì chuột mặc định biết cái chỗ nào nhấn được thì chỉ thành bàn tay như thế này. Được chưa? Chỗ không, chỗ bình thường nè. Chỗ có cursor là hand này. Đó, thì nhìn nó chuẩn hơn. Chỗ nào nhấn được thì chỉnh thành bàn tay. Rồi, tiếp vi. Những thằng này mình làm luôn một lượt các cái hiệu ứng giống như kiểu là hover thì nó kêu cái gì rồi. Các kiểu á. Tức là mình hiệu ứng âm thanh cho nó. Mình nhét event vô. Meltdown nè. Meltdown thì làm chuyện gì? Mindenter thì làm chuyện gì? Thì những này mình sẽ làm sẵn luôn. Mình biết là mình còn một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng. Nên mình làm sẵn thêm bốn cái event. Meltdown như thế nào? Mindenter như thế nào? Rồi mình xài luôn. À, nên mình vô code v2. Ở đây mình làm hết một lượt cho nó gọn. Trong danh sách property của mình có phải là injected là mình có một thằng rồi đúng không? Tiếp tục mình cần tới gì nữa nè. Bool is injected. Rồi xong is one hit grip này, làm tới đâu là gọn tới đó, sạch sẽ tới luôn á, để đảm bảo là mình làm tới đâu là nó sẽ xong, mình sẽ không bị rối. One hit grip xong, one hit boss. Bạn thấy cái lợi của cái chuyện mình đặt tên giống nhau mà chỉ khác nhau với ship gạch chưa? Thằng private là mình ship gạch, còn thằng public là mình không có ship gạch là xong. Full line với immortal nữa. Thấy nhanh gọn không? Muốn clone ra thêm một thuộc tính cũng dễ nữa.
như cái U này viết hoa không? Rồi, đó là mình có thêm một nội thuộc tính. Xong, có phải á method thì nó cũng giống nhau không? Không có gì khác. Bây giờ tới cái event. Event nó khác nhau chỗ nào? Là hai cái event là mail down với mail enter nó khác nhau ở chỗ là inject tịch này thôi. Kiểm tra cái inject tịch này và đổi thôi đúng không? Vậy thì mình làm luôn một lượt tới lúc mình chỉ việc tập trung làm về trigger thôi. Tại vì code V2 mình làm sẵn hết rồi. Mình chỉ việc set cho nó đúng thôi. Thằng này mình cho nó một cái tên. Event mail down này là của thằng là one hit grip. Đúng không? Mail enter cũng của thằng one hit grip. One hit grip này, chuẩn chưa? Làm một lần nó tiện ha. Đó là cho thằng one hit grip, tiếp tục cho thằng kế tiếp là gì, one hit bot, đúng chưa? Dù bài sau không phải là one hit bot mà là full line nhưng mà làm sẵn luôn. Đấy, one hit bot siêu tiện, hiểu chưa? Xong tiếp full line với immortal nữa là mình làm xong hàm sẵn luôn. Đây này hay chỗ này, rồi thêm một cái của Immortal nữa làm nó có khoa học một chút á, mình biết phải làm cái gì trước, làm hết một lượt luôn thì sau mình không có phải bận tâm nữa, mình biết nó đã xong rồi thì làm tốc độ rất là nhanh. Xong vậy là mình có xong các bị hai đó, khỏe ha. Đó có những thứ nó copy lại rất là tương đồng nhưng nó sẽ khác một xíu xíu. Lẽ ra những thằng này mình có thể làm converter đồ nhưng mà thôi, làm như vậy thôi cho nó nhẹ cái đầu, mất công các bạn bị rối lên. Xong quay về rồi, vậy thì có phải với cái thằng image này mình có cái thông số mình cần rồi, mình xét được rồi, bây giờ mình sẽ phải đổi được cái hình ảnh của nó đúng không? Mà thằng này có phải là nó y xì như thằng này không, với cái đống mà trigger của nó? Vậy thì thôi lượm về nó sai nhanh gọn. Chuẩn nhá. Chỗ này chỉ đi đổi lại thôi. Đây, đổi cái đường dẫn lại. Và thằng này nè, cái tên nó sẽ khác một chiếu. Tại vì nó có chữ active. Đấy. Thử cái biết liền. Không. Rê vô đổ màu xanh. Chuẩn rồi, gì nữa? Rồi. Mà đã tới đó thì mình sẽ phải sửa thằng này nữa. Thằng này đâu phải là inject trực, nó là is one hit grip, chuẩn luôn, xong chưa, là muốn xong luôn rồi. Rồi bây giờ tiếp tục một cái nữa là làm sao đảm bảo được cái chuyện khi mình nhấn vào nó đổi. Bạn để ý nè, mình nhấn thằng này nhưng thằng này đổi, vì sao? Vì nó đang ăn cùng một cái event. Chỗ này phải là meltdown của thằng gì, one hit grip đúng không? Lần này là cái gì? One hit grip. Chuẩn chưa? Làm một lần thôi. Rồi. Quá chuẩn luôn. Được chưa? Đó. Vậy là mình đã sửa được cái hình. Rồi. Bây giờ cộng với cái storyboard của thằng này nữa. Để mình làm được cái chuyện là one hit grip đây. Vậy thì để ra được cái chữ one hit grip này mình phải làm cái gì? Lúc này nè, vì mình muốn cái chữ one hit grip nằm ở trong đây, mình sẽ phải tạo một cái stack panel. Mình sẽ phải tạo một cái stack panel. Thằng này xong rồi đó. Rồi. Stack panel là để làm gì? Tại vì nếu các bạn để ý á, là cái chữ one hit grip nó sẽ nhảy xuống one hit grip nằm ở dưới. Text box của bạn á, nó chỉ có thể tự nhảy khi mà bạn cho nó nằm trong một thằng cha nào đó có phạm vi mà bạn giới hạn lại. Nên mình phải cho nó vào một cái stack panel làm chuyện đó. Chưa? Horizontal thì cho center với vertical cũng cho center. Đó là cái cơ bản nhất. Rồi sau tiếp tục cho thằng này một cái width. Đâu đó là tầm 50 trước đi. Rồi mượn lại cái margin. Mượn lại cái margin cơ sở luôn cũng được. Đây. Mượn lại. Đây. Muốn đảm bảo thì mình cứ cho một cái là cái background vào. Bút đại cái màu đi. Mới có quýt à, chưa có hay.
để mình biết được là mình đã xét được nó ở tầm nào rồi á, cho nó dễ design. Đây thì bây giờ mình cần phải đưa cái stack panel này nó vào giữa khung này để mình đưa cái test block ở bên trong stack panel vào. Thì bây giờ mình cứ đưa một cái test block vào. Rồi, thằng này nó có phải nó giống như thằng created by này không? Lại tiếp tục lượm. Đây, style. Ơn cái style trước đi, chúng ta nói chuyện tiếp. Đấy. Chữ này thì không phải là created by, nó là gì? One hit grip. Bạn thấy nó nhảy ra nó bị mất không? Thì bây giờ mình làm thêm một chuyện nữa là test wrapping. Mình set cho nó thuộc tính là test wrapping. Là bằng wrap nó sẽ tự nhảy xuống thấy không? Đó. Xong tiếp. Test alignment mình cho center nó sẽ vừa giữa thấy chưa? Ít nhất là mình biết bây giờ chắc chắn cái test box của mình vừa giữa cái thằng stack panel rồi. Tiếp tục set form family cho nó. Là thằng main form là dùng đúng form. Ha, hay chưa? Xong. Bây giờ tiếp tục mình muốn set màu cho nó. Mặc định của nó là gray. Khi mà nó được active thì màu nó sẽ đổi sang màu khác. Vậy thì bây giờ mình cũng phải set theo style cho nó luôn. Ở đây setter property màu là foreground. Foreground chứ không phải cơ sở nhỉ. Foreground value là gray là mặc định. Chưa? Đó. Tức là khi mà thằng active này nó thay đổi, trạng thái active nó thay đổi, mình sẽ phải vừa sửa chữ vừa sửa cả cái màu chữ, cho nên mình phải setter hai cái. Thì xác định là trong storyboard mình phải làm cả hai chuyện. Rồi ha, thằng này chắc chắn phải dùng multi condition rồi chứ không có làm theo cái này được. Multi data trigger. Rồi, đồng thời bây giờ mình sẽ chỉnh tiếp cái thằng stack panel cho nó nhảy vào đúng vị trí giữa và mình bỏ cái background đi được rồi. Đấy, bây giờ nhảy ha, mình sẽ điều chỉnh. Khỏi chỉnh width với hay luôn. À quên, width phải chỉnh chứ. Hay thì có thể bỏ nhưng mà width phải chỉnh để cho nó wrap được cái test lại. Rồi, thằng này bên phải đẩy qua thằng này chắc phải lên tầm 320. Ồ. 300. Khá đẹp đây. Rồi, tầm 80 coi. Rồi. 60. 70. Rồi, đấy. Chuẩn chưa? Tức là các bạn tự điều chỉnh để làm sao cho đẹp nhất với ý các bạn thôi. Rồi. Tiếp nha. Bây giờ tới phần trigger. Không cần nói gì nhiều, mình biết chắc chắn bên trigger mình phải làm thêm một chuyện là gì? Làm một thằng cho cái chữ one hit grip này để mà storybar nó có cái nó dùng. Chuẩn không? Thì mình qua trigger này. Đây, lượm thêm một thằng. Thằng này mình sẽ làm sao? Thằng này sẽ làm một cái storybar là của thằng test block, đúng rồi, nhưng thằng này sẽ có tên là, để coi đặt tên gì hợp lý. Nó sẽ là one hit storybar chẳng hạn, để mình biết nó là của thằng one hit. Đây, mình hit story stack đi. Rồi. Thằng này chắc chắn phải là chữ O nè. Rồi, O N nè, hơi hơi cực chút. One nè. One nè, H nè. À, cắt ra trước. One H nè. One nè. Hit nè. Đấy, có phải tương tự như thế. Nhưng mà làm lần nữa nhanh. Có cho lẹ lâu quá. Rồi, bạn này nằm cuối để cho nó đổi trạng thái đúng không? Nhưng mà không. Thằng này mình không muốn tại vì mình rê ra. Mình rời con chuột ra là nó mất rồi, nên không có chuyện này. Chưa? Sao? Mình sẽ thử set cái storyboard của nó vào coi nó chạy sao đã, rồi mình mới biết được cái chuyện gì xảy ra. Và đồng thời lưu ý thằng này không chạy forever, cho nên repeat behavior là không có. Nha, chỉ khi nào chạy hoài luôn. Đấy. Thằng này có một cái thuộc tính gì quên mất đi, liên quan tới stop. Là repeat behavior. Để là stop, để xong là nó stop luôn. Chịu không? Rồi, không chịu. Thử cho bạn này coi nó chịu không? Không chịu rồi, để nó xong. Lỗi tới đâu mình sẽ chỉ ra. Tiếp mình sẽ đưa này vô đúng không? Dành cho cái storyboard. Và lúc này là mình cho data trigger cho cái chuyện là mail hover trước. Thành ra mình phải sử dụng là multi data trigger. Multi data trigger. Vì nó là multi data trigger nên sẽ có condition.
condition thì lúc này sẽ có hai cái condition, thằng nào sẽ phải có hai condition thôi, thằng này là Biden, thằng is one hit grip chưa, và value của nó là khi nào là nó là true thì nó sẽ xét lại, hoặc là nó sẽ xét lại khi true, hoặc là ở đây mình sẽ có hai cái mình xét, mà chỗ này là test block. Test block thì chắc chắn mình phải xét lại cái giá trị này cộng với cái begin cái value của nó, mà cái chữ ở đây không xét, chữ ở đây là xét trong story bar rồi. Thằng đây mình sẽ xét lại theo cái value mình đã có sẵn cái mã màu rồi, đồng thời mình chạy một cái story bar. Đồng thời mình chạy một cái story bar ở trong cái thằng enter action. Có một cái vấn đề là thằng multi data trigger này muốn chạy một cái story bar nó phải đi vào một cái gọi là enter action đó, thì nó mới begin cái story bar được, mà mới set được cái story bar của nó là cái thằng one hit story bar sạc được rồi ha. Bây giờ mình thử cái này đi xem thử nó chạy đúng ý chưa đã, rồi mình mới bắt đầu copy ra cho những cái thằng khác. Bạn thấy rê vô nè, nó đổi trạng thái nhưng nó không hề chạy story bar, là bạn thấy không? Dù ở đây mình để one hit quit đấy rồi mất đó, chuẩn chưa đó, chạy siêu chuẩn đúng không? Còn như cái bản demo của mình á, bạn thấy là mỗi khi nó đổi trạng thái nó đều sẽ có thêm một cái chuyện là nó quay về cái trạng thái ra ra đây, mở luôn cho coi coi nè, thoát ra rồi lại có hiệu ứng, thoát vào nó lại không có hiệu ứng đó, thì cái thằng đó chẳng qua là nó, thằng này không có nha, thằng này chỉ có một lượt đi thôi. Bạn muốn có hiệu ứng thoát thì bạn làm thêm một cái nữa gọi là cái đây nè, exit action. Thử nè. Thấy không? Thì này là do bạn thôi. Được không? Cái này là do bạn bạn muốn một lượt hay là hai lượt. Như mình làm hai lượt thì kiểu đó, nhưng mình thấy là một lượt nó đẹp hơn. Thì cái này là để cho bạn tham khảo thôi ha. Đó, chỉ cần đổi exit action là được. Ok. Rồi cái đó mở rộng thêm. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Mình có được cái trạng thái là tip thì nó đổi rồi, bây giờ mình muốn hover và nó cũng đổi. Vậy thì chúng ta phải làm sao? Chỗ multi data trigger thì chúng ta phải thêm cái nữa đúng không? Để cái condition này chúng ta thêm một điều kiện nữa. Điều kiện sẽ là cái gì? Điều kiện sẽ giống như thằng trên đó. Đó là khi mà nó được rê vào, vậy thì nó sẽ phải, đây mình copy cho lẹ ha, y như thằng trên thôi, thằng inject đó là mail hover rê vào thằng nào đó. Nhưng mà ở đây chúng ta đang bận tâm tới một chuyện như thế này nè, phải lưu ý chỗ này nha, chỗ này cần lưu ý quan trọng là bạn đang cần là nó khi nó rê vào thằng nào, khi rê vào thằng image này đúng không, thì nó chạy. Nhưng mà bạn lưu ý là thằng stack này với image này nó nằm ở hai phạm trù khác nhau, nó không có điểm chung. Mà từ ban đầu mình thiết kế là mọi thứ nằm dựa vào thằng image hết, mà theo lý cái chuyện như là meltdown, mail enter rồi các thông số này nè, nó phải nằm ở cái thằng read bao cả hai thằng này lại. Vì sao? Vì cái button này là gồm cả image cộng với chữ. Đấy. Thành ra chúng ta sẽ phải đưa các bạn này vào trong đây. Nó mới đúng. Nhưng mà lúc này lại thêm một vấn đề là cái read của chúng ta nó đang bao toàn bộ cái app. Thành ra cái thông số của thằng image này nè, nó phải đi qua đây. Chưa? Thì lúc này cái read của mình mới phạm vi ở đây thôi. Đấy, ok. Rồi, mà vì như vậy thì chúng ta lại bận tâm đến chuyện là nếu như cái event meltdown, melt đồ cái kiểu mà nó nhấn vào read, mà read của chúng ta bạn thấy nè, nó đang cắt từ khúc này qua bên này. Vậy là nó bị thừa. Thành ra cái put của mình sẽ là auto không được nè, sai tôi content không được nè, check không được nè, tức là sao, là chúng ta không điều chỉnh được đúng không. Thành ra lúc này chúng ta có thể set cho nó một cái put để đảm bảo cái chuyện là nó không có đi hố. Giờ mà set quá thì nó nhảy thấy ghê, nên chỗ này chúng ta để lại không đi chẳng hạn, ê quên, chỗ này không để, mà những thằng bên trong á để nó không nhảy đấy, tầm này đúng rồi, thì put đây cho là 110 chẳng hạn. Đó, thì tới lúc khi người ta nhấn vào thì chỉ đúng cái phạm vi này thôi là nó ăn chứ không nhấn linh tinh. Chưa? Rồi lúc này thằng test bóc này nè,
nó là phải nhảy theo cái thằng stack panel, mình về lại không trước rồi mình chỉnh lại sau đây. Thì lúc này horizontal là center với lại vertical cũng là center rồi, thì margin nó chỉnh dễ, tại vì lúc này center là của mục đích chứ không phải là center tổng nữa, thì mình phải điều chỉnh margin lại. Rồi 20 chẳng hạn. Đấy. Thấy chưa? Rồi. Cho nên ở đây mình mới phải làm một cái chuyện là relay tiếp là file at center, không còn sale như thằng kia nữa, không còn sale như thằng injection này nữa, mà là tìm tới một read. Tức là mình sẽ bắt cái sự kiện email over này của cái thằng read này. Vì thằng read này là thằng mình base theo nó, mình dựa theo nó. Mọi thứ chạy là chạy theo nó mà. Đúng không? Rồi, chạy thử nè. Nè, đổi trạng thái này ha, nhưng mà khi đổi trạng thái thằng này nó không hề nhảy mà, thấy không? Tiếp nè. À, tiếp nó chạy nè. Rồi. À, biết tại sao không? Lẽ ra chỗ này mình phải xét lại bằng phone thay vì bằng chu. Ở đây nè. Đây là à, cái này đang sale, nhầm. Ở xuống đây nè, thằng này phải là phone nè. Đấy. Rồi, thằng này phải sửa trigger thì phải chạy lại. Rồi, coi nhé. Đây, đó. Rê vô nó tiếp nè, thả ra mất nè, rê vô tiếp nè, thả ra mất đó, vậy nó mới chuẩn đúng không? Rồi tiếp nó lên xong tắt nó đi. Vì sao nó chạy là tại vì lúc đó khi mình tắt á, lúc mình tắt nó đi rồi lúc đó là nó vẫn đang active luôn, nó vẫn đang được hover luôn, thì cái này chấp nhận hết ha. Đó, vậy là mình đã làm xong được cái chuyện button one hit grip đúng không? Hơi bị chuẩn. Thì cái kiến trúc này khi đã làm xong rồi thì về sau chúng ta chỉ việc có bị bát cho những thứ khác thôi, sửa vị trí một chút là nó chạy khỏe ha. Đó là lý do bài này mình phải cố gắng mình làm dài một chút. Rồi, vậy là bài này mình đã hướng dẫn cho các bạn biết cách để mà làm được cái button one hit grip ha. Bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái button full line ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn.